Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng SCB và ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị mức án trung thân về hai tội tham ô tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Chủ tọa hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn về việc bà Trương Mỹ Lan cho rằng SCB thiếu tiền thuê nhà chưa trả thì ông Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng SCB chuyển hội sở từ đường Trần Hưng Đạo về tòa nhà số 19 Nguyễn Huệ của bà Lan và có trả tiền thuê nhà. Ông Văn nói bà Lan nói không trả tiền, bị cáo thấy rất xúc phạm. Bị cáo nhớ SCB ký hợp đồng đặt cọc giữ thuê dài hạn nhưng bị cáo không nhớ nội dung hợp đồng về năm khấu trừ số tiền đặt cọc đó sau đó ông văn tiếp tục bào chữa ông cho rằng nguồn tiền trả khoản nợ đề án tái cơ cấu khi đáo hạn gần như không có nếu không có nguồn tiền lấy đâu mà ngân hàng hoạt động bị cáo đã nói với ông đinh văn thành cựu chủ tịch scb tiền nhiệm ông thành nói với bà lan bà lan đưa tài sản vào scb bị cuốn vào vòng xoáy cho mượn tài sản của bà lan Ông Văn nói thêm, tất cả mọi người đều cảm thấy rằng bà Lan như là người đỡ đầu cho ngân hàng và chịu ảnh hưởng, chỉ đạo. Kết thúc phần tự báo chữa, bị cáo cầu xin một sự khoan hồng, khoan dung, tha thứ, độ lượng và yêu thương từ hội đồng xét xử để có cơ hội trở về với gia đình, tiếp tục được đóng góp cho sự phát triển của xã hội. Tự báo chữa, bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch SCB cũng cho rằng bị viện kiểm sát đề nghị mức án trung thân là quá nghiêm khắc, từ hôm 19 tháng 3 đến nay không thể ngủ. Ở nhà chắc cha mẹ tôi khóc hết nước mắt, bị cáo nghẹn giọng. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, ông Dũng xin tòa xem xét các phân tích đề nghị của luật sư bào chữa để đưa ra mức án khoan hồng tạo cơ hội cho bị cáo về với gia đình. Bào chữa cho bị cáo Dũng, luật sư Nguyễn Văn Hậu đề nghị tòa xem xét vai trò của thân chủ trong vụ án là không giúp sức tích cực cho bà Lan. Và án trung thân, Viện Kiểm sát đề nghị là chưa công bằng so với nhiều bị cáo chủ chốt khác. Theo luật sư, bị cáo Bùi Anh Dũng không tiếp xúc, không lĩnh hội trực tiếp ý chí chỉ đạo từ bị cáo Lan. Mặc dù là chủ tịch hội đồng quản trị, bị cáo Dũng không được bị cáo Trương Mỹ Lan xem là thân tín, không được tin tưởng cho đảm nhận nhiệm vụ then chốt quan trọng nào, đặc biệt là việc rút tiền. Ông Dũng chỉ là người lao động làm công ăn lương, thực hiện công việc với tư cách lệ thuộc, không có đủ tài liệu điều kiện để có thể nhận thức, đánh giá chính xác hành vi của mình. Luật sư Hậu cho rằng thân chủ bị cáo buộc tội tham ô tài sản là không ổn. Hơn nữa, bị cáo Dũng đảm nhận chức chủ tịch với tâm thế tạm thời trong thời gian Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB tiền nhiệm, đi nước ngoài chữa bệnh. Nếu biết bị cáo Thành viện lý do này để bỏ trốn, biết thực trạng thực sự của SCB, thì ông Dũng sẽ không đảm nhiệm vị trí này. Theo lời khai của Dương Tấn trước, bà Lan luôn có một danh sách các dự án bất động sản đang thế chấp ngân hàng, sau khi xem danh sách, nhận thấy chỉ có dự án Thanh Yến có đầy đủ hồ sơ pháp lý, có tiềm năng phát triển, nên ông trước thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan giá chuyển nhượng là 2.500 tỷ đồng. Bà Lan đề nghị ông trước không cần thanh toán tiền ngay mà chỉ cần lập hồ sơ vay SCB 3.500 tỷ đồng, trong đó 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng vào mục đích riêng. Bà Lan có trách nhiệm thanh toán toàn bộ gốc và lãi đối với số tiền 1.000 tỷ đồng này. Chính vì tin tưởng vào lời cam kết uy tín của bà Lan và thực sự mong muốn được nhận chuyển nhượng dự án để phát triển, nên ông trước mới đồng ý việc lập hồ sơ vay vốn tại SCB. Luật sư nhấn mạnh, ông trước không được hưởng lợi ích gì từ khoản vay 3.500 tỷ đồng nói trên vì bà Lan không thực hiện theo như cam kết ban đầu, không chuyển nhượng dự án cho ông trước và nhóm công ty Tường Việt. Quá trình thực hiện khoản vay 3.500 tỷ đồng, ông trước đều bị động, dù có quan hệ đối tác, nhưng đây là mối quan hệ không cân xứng. Mọi vấn đề đều làm theo chủ ý quyết định của bà Trương Mỹ Lan, luật sư nói. Luật sư cho biết công ty của bị cáo trước chuyên thi công các dự án bất động sản, bị cáo có niềm đam mê trong lĩnh vực này nên nắm rõ các vấn đề về pháp lý. Quá trình thi công các dự án cho chủ tịch tập đoàn Vạn Thành Phát, bị cáo giúp bà Lan gỡ được các nút thắt về pháp lý cho những dự án lớn hàng chục, hàng trăm nghìn tỷ. Với một người hào sản như bà Lan thì việc bà cho bị cáo trước 1.500 tỷ đồng là điều dễ hiểu, như bà Lan đã từng cho rất nhiều người khác, luật sư nói. Về việc bà Lan sử dụng tiền rút từ SCB để cho trước, luật sư cho rằng cũng như rất nhiều những khoản vay khác mà bà Lan từng rút từ SCB ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Việc này là sai phạm, có hệ thống từ trước tại SCB mà bản thân bị cáo trước không thể tác động được gì trong phần tự bào chữa, Dương Tấn Trước, 41 tuổi, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Tường Việt. Công ty Tường Việt cho biết đồng ý với nội dung luật sư bào chữa, vì đã nói đúng bản chất tinh thần của mình. Ông Dương Tấn Trước nói, trách nhiệm khắc phục của ông còn khoảng 600 tỷ đồng, nhưng các tài sản bị phong tỏa có giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, nên xin hội đồng xét xử ghi nhận mình khắc phục 100% thiệt hại. Bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cựu quyền tổng giám đốc SCB, luật sư nói rằng dù có chức vụ ở SCB nhưng thực chất chỉ là người làm công ăn lương, không hưởng bất cứ lợi ích vật chất gì, nếu không thực hiện theo chỉ đạo sẽ dễ dàng bị thay thế. Mặc dù đang là quyền tổng giám đốc, được hưởng mức lương 500 triệu đồng một tháng, nhưng nhận thức thấy công việc không phù hợp với quy định pháp luật nên Hoàng đã xin nghỉ việc. Tương tự, luật sư của bị cáo Bùi Anh Dũng, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB cho rằng, bị cáo Dũng chỉ làm công ăn lương. Bùi Anh Dũng được Đinh Văn Thành, cựu chủ tịch SCB, đã bỏ trốn, tiến cử với Trương Mỹ Lan vì là người hiền lành, không quậy phá. Bị cáo Bùi Anh Dũng chỉ là người thực hiện tiếp công việc của người tiền nhiệm. Thiệt hại của Dũng gây ra rất thấp so với các bị cáo có vai trò chủ chốt trong SCB. Bị cáo Bùi Anh Dũng là người duy nhất trong vụ án ra tự thú, tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng, chủ động từ khai số tiền 40 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan cho, vì thế luật sư đề nghị hội đồng xét xử có một mức án nhẹ cho bị cáo. Bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh bị cáo phạm tội trong môi trường đặc biệt, ngân hàng nhà nước đang tái cơ cấu. Từ bào chữa, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn bổ sung rằng SCB đã bị hút vào vòng xoáy của bị cáo Lan để tái cơ cấu trả nợ, khiến SCB bị phụ thuộc hoàn toàn vào Trương Mỹ Lan. Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn không đồng tình với luận tù của Viện Kiểm sát về việc các bị cáo phạm tội nhiều lần vì bản chất ngành ngân hàng thì chỉ lặp đi lặp lại hai dịch vụ là huy động và cho vay, nên chuyện lặp lại hành vi là điều bình thường, đây là đặc thù ngành tài chính. Với nhận định của Viện Kiểm sát rằng, bị cáo có trình độ có hiểu biết mà vẫn vi phạm pháp luật, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cũng không đồng tình vì có trình độ đại học mới làm được ngành này nên Viện Kiểm sát quy kết bị cáo là lợi dụng có trình độ là chưa phù hợp. Tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân TP.HCM, Hội đồng xét xử cho biết có nhận được đơn viết tay của bà Trương Mỹ Lan. Theo nội dung đơn, bà Lan xin được chuyển 1.350 tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo Trương Huệ Vân, cháu gái bà Lan, tổng giám đốc công ty tập đoàn quản lý bất động sản Windsor. Nguồn gốc số tiền này gồm 1.000 tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa do ông Nguyễn Cao Trí, cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty Capella, bồi thường cho bà Lan và 350 tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà Lan. Ngoài ra, đơn của bà Lan cũng xin được chuyển 300 tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà Lan để khắc phục hậu quả cho bị cáo Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Times Square. Theo diễn biến vụ án, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan có các quan hệ làm ăn. Sau khi bà Lan bị bắt tạm giam, ông Trí dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa này diễn ra, gia đình ông Trí đã nộp lại số tiền hơn 800 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản của ông Trí. Tại tòa, ông Chí và gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ bằng tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt. Cũng tại phiên tòa, trong những ngày hội đồng xét xử xét hỏi, bà Trương Mỹ Lan nói trước hội đồng xét xử là mong muốn chuyển 1.000 tỷ đồng mà bị cáo Nguyễn Cao Chí nộp khắc phục hậu quả vào SCB để giúp đỡ ngân hàng vì hiện SCB đang rất cần tiền. Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, bà Trương Mỹ Lan bất ngờ quay xe, viết đơn chuyển nội dung sử dụng 1.000 tỷ đồng như nêu trên. Trong vụ án này, bà Trương Mỹ Lan đang bị đề nghị tử hình chung cho ba tội danh. Ông Chu Lập Cơ bị viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt từ 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho SCB 9.100 tỷ đồng. Bảo chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ, luật sư không tranh luận về tội danh mà bị cáo bị truy tố. Tuy nhiên, luật sư cho rằng bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tình tiết tăng nặng như mức án viện kiểm sát đề nghị từ 10 đến 11 năm tù là quá nghiêm khắc. Theo luật sư, để hợp nhất ba ngân hàng, bà Lan phải kêu gọi đầu tư, vận động người thân tìm nguồn tài chính đưa vào tái cơ cấu, trong đó có tòa nhà Times Square là tài sản của chồng mình. Tại tòa, lời khai của những người liên quan đều cho thấy bà Lan có rất nhiều tài sản nên ông Cơ tin tưởng, đồng ý cho bà Lan mượn để thế chấp. Ngoài việc ông Cơ giúp vợ thì còn muốn tham gia để tránh sự sụp đổ của ba ngân hàng làm ảnh hưởng đến nền kinh tế lúc bấy giờ việc chồng cho vợ mượn tài sản là việc hết sức bình thường bản thân ông cơ cũng không nhất thiết phải theo dõi quá trình sử dụng tài sản vì tin tưởng hoàn toàn vào vợ bên cạnh đó trước khi đặt bút ký giấy tờ cho mượn tài sản thế chấp thì ông cơ cũng tin tưởng vào hệ thống văn phòng tin tưởng tuyệt đối vợ mình luật sư trình bày theo luật sư, tòa nhà Times Square là tài sản của bị cáo Chu Lập Cơ nên việc định giá không đúng sẽ ảnh hưởng đến uy tín tâm lý bị cáo. Bị cáo không có hành vi cố ý, không hưởng lợi từ hành vi ký giấy tờ để vợ mang tài sản đi thế chấp. Luật sư cũng nêu, ông Cơ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như cùng gia đình đã tài trợ cung cấp thuốc men, vaccine, cơ sở vật chất trong đại dịch COVID-19. Ông Cơ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, được nhận nhiều bằng khen. Bị cáo rất thành khẩn, ăn năn trước hành vi của mình, dù chỉ cho mượn tài sản. Có nguy cơ mất trắng khối tài sản nhưng vẫn dai dứt do hành vi của mình nên đã có đơn xin tự nguyện khắc phục hậu quả. Tự bào chữa cho mình, bị cáo Chu Lập Cơ nói, Tôi xem Việt Nam như là quê hương thứ hai của mình. Tôi đồng ý cho mượn tài sản để tham gia vào tái cấu trúc ngân hàng SCB. Bị cáo ký vào các văn bản nhưng không phải là người đi vay. Tại phiên tòa xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân, luật sư nói không tranh luận về tội danh, song cho rằng mức án đề nghị với nữ bị cáo này là quá nghiêm khắc, đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại mức án đối với bị cáo Vân. Theo luật sư, cần phân hóa rõ hơn vai trò, trách nhiệm của bị cáo, bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCP nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan và bị cáo Vân hoàn toàn tin tưởng vào bị cáo Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng theo luật sư, bị cáo Vân được bà Trương Mỹ Lan nuôi ăn học từ nhỏ, gọi bị cáo Lan là mẹ nên bị cáo luôn nghe lời bị cáo Lan, bị cáo hoàn toàn lệ thuộc. Do đó đề nghị xem xét lại các tình tiết tăng nặng đề nghị đối với bị cáo. Theo luật sư năm 2021, Vạn Thịnh Phát mua lại công ty Lavifood, bị cáo Lan đã giao cho bị cáo Vân điều hành trực tiếp. Vân đã thuê bị cáo Nguyễn Phi Long làm tổng giám đốc. Công ty Lavifood là công ty có thật chuyên sơ chế chế biến rau củ Bị cáo Vân chỉ tiếp nhận ý chí chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan rồi chỉ đạo lại cho Nguyễn Phi Long thực hiện. Bị cáo Vân không làm việc trực tiếp với SCB nên không thể biết rõ các sai phạm liên quan. Luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Bị cáo Vân đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, tham gia nhiều hoạt động xã hội. Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự đối với bị cáo. Khi được hội đồng xét xử cho tự bào chữa bổ sung Bị cáo Vân trình bày bản thân thiếu hiểu biết pháp luật và xin hội đồng xét xử khoan hồng để sớm trở về. Bị cáo Vân cũng xin hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho hai bị cáo cấp dưới của mình là Nguyễn Phi Long và Đặng Quang Nguyên. Trước đó tại phần xét hỏi của phiên tòa, khi trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Trương Huệ Vân khai nhận bản thân biết bà Trương Mỹ Lan là cổ đông lớn nhất của SCB, thừa nhận thực hiện việc lập các công ty ma theo chỉ đạo. Tuy nhiên, bị cáo Trương Huệ Vân nói với hội đồng xét xử rằng mình không ăn chia và không có quan hệ tài sản gì với bà Trương Mỹ Lan. Hành vi mà bị cáo Trương Huệ Vân thừa nhận, theo cáo trạng là đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 5 công ty ma và 4 công ty có hoạt động thật, tạo lập 155 khoản vay khống để bị cáo Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân rút tiền từ SCB. Tính đến ngày 17 tháng 10 năm 2022, 155 khoản vay này còn dư nợ hơn 2.834 tỷ đồng gồm dư nợ gốc hơn 2.809 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 25 tỷ đồng. Do các khoản vay này có tài sản đảm bảo, nên xác định Trương Huệ Vân đồng phạm giúp sức cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt hơn 1.088 tỷ đồng. Dư nợ gốc từ ngày 9 tháng 11 năm 2020 đến ngày 7 tháng 10 năm 2022 là hơn 2.809 tỷ đồng. Giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay hơn 1.720 tỷ đồng gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh hơn 25 tỷ đồng. Sau hơn 10 ngày xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành luận tội đối với các bị cáo. Đối với Trương Mỹ Lan về trách nhiệm dân sự, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tòa tuyên buộc Trương Mỹ Lan có trách nhiệm bồi thường toàn bộ hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là 677.286 tỷ đồng và số lãi phát sinh của hậu quả thiệt hại này theo quy định pháp luật. Về xử lý vật chứng, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân để thi hành án cho các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan. Đối với 1.169 bất động sản mà cơ quan điều tra đã kê biên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật để thi hành các nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan về khắc phục hậu quả. Đối với các mã tài sản khác đang thế chấp tại SCB đề nghị giao cho SCB xử lý thu hồi nợ nếu còn dư thì chuyển cơ quan thi hành án để thi hành các nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Ngoài ra thu toàn bộ số tiền các bị cáo hưởng lợi số tiền các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trừ vào nghĩa vụ của trường Mỹ Lan. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục kê biên các tài sản của Dương Tấn Trước, cựu Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và sản xuất Tường Việt, Cao Việt Dũng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tường Việt nhằm đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của Dương Tấn trước. Ngoài ra, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tiếp tục tạm giữ tiền và duy trì kê biên các bất động sản của Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Văn Lan và Công ty Capella để đảm bảo thi hành án. Bị cáo này bị xét xử về hành vi chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỷ đồng. Đối với các tài sản thu giữ của các bị cáo khác, nếu không liên quan đến vụ án, đề nghị tuyên trả cho các bị cáo. Tiếp tục phiên xét xử, luật sư đã công bố các lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB và bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục 2 Ngân hàng Nhà nước. Theo đó, lời khai của các bị cáo mâu thuẫn, từ đó luật sư yêu cầu cần đánh giá lại chứng cứ khách quan trong từng lời khai của các bị cáo. Theo luật sư, bị cáo Đỗ Thị Nhàn đã thừa nhận hối lộ 5,2 triệu đô la Mỹ chứng cứ chứng minh nguồn tiền bị cáo Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng sinh năm 1984 trợ lý của công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã qua đời chuyển rồi rút đưa cho bị cáo Văn thì chỉ có lời khai duy nhất của Văn vì vậy cần đánh giá thận trọng việc bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ ngoài ra không thể xác nhận bị cáo Lan chỉ đạo đưa hối lộ cho bị cáo Nhàn trong khi đó bị cáo Văn không bị truy tố hối tội đưa hối lộ Liên quan đến số tiền đưa hối lộ, luật sư cho rằng số tiền 5,2 triệu đô la Mỹ là số tiền không nhỏ về khối lượng và số lượng tiền mặt. Số tiền này được chuyển từ SCB ở thành phố Hồ Chí Minh ra SCB ở Hà Nội, sau đó rút ra quy đổi đô la Mỹ đưa cho bà Nhàn. Quá trình điều tra cũng chưa chứng minh được ai là người chuyển tiền, rút tiền, quy đổi ra đô la Mỹ, đóng gói tiền vào thùng. Những người này làm theo chỉ đạo của ai? Có phải bị cáo Lan chỉ đạo không? cần làm rõ để không lọt người, sót tội. Về hậu quả của vụ án, luật sư đề cập đến vai trò của bị cáo Lan trong mối quan hệ với ngân hàng SCB, bao gồm 3 điểm chính. Vận động các cổ đông cũ của ba ngân hàng đồng thuận hợp nhất thành công thành ngân hàng SCB, cho mượn tài sản 15.000 tỷ đồng để làm tài sản thế chấp, kêu gọi cổ đông nước ngoài. Do đó, luật sư nói rằng hoạt động điều hành là do hội đồng quản trị và lãnh đạo SCB chịu trách nhiệm, đồng thời mong hội đồng xét xử ghi nhận công lao của bị cáo lan trong việc phát triển ngân hàng scb luật sư của bị cáo trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét việc bà lan nỗ lực đưa những tài sản của mình để khắc phục hậu quả